Cơm nhìn ngon nhỉ? Chưa ăn à? Cơm này cứ như là kiểu cơm Minh Nhật ấy. Được, được, được. Suất này đúng không? Người Việt Nam là người ta sẽ ăn dưa hấu với cơm. Suất này là phải 700-800 yên đấy. Đoạn này là mình quay ở bên ngoài cái chỗ mà mình ở. Nó nhìn thì có vẻ giống rừng nhưng mà thực ra chỗ này là xa xa là người ta quay vào của cái trường quân sự này. Cây gì thì mình cũng không rõ lắm, nhưng mà nói chung là nhìn nó cũng hơi hoang sơ một chút. Đây là giường nằm của mình, cũng như giống như của các bạn thôi, đó là giường của dành cho các bệnh nhân, chủ yếu là bằng sắt nên là nằm không quen rất là đau lưng. Thế còn ở đây là cái chỗ mà các bạn đi phơi quần áo đó, mình quay rất là từ từ. Mặc dù phơi ở trong này nó cũng không khô đâu nhưng mà vẫn phải phơi này. Còn đây là lúc các bạn ý ra để mà nhận đồ ăn về của các phòng, thì mỗi phòng thì sẽ gửi một đại diện ra và sẽ đem cơm về cho các thành viên trong phòng. Như nhở? Đây là cái anh ở cùng mình thì đang mắc màn để tối đi ngủ. Ở đây buổi tối thì phải ngủ mắc màn vì là rất là nhiều muỗi ở xung quanh rừng. Và như mình thì đã mắc xong rồi, còn anh ấy thì đang bắt đầu mắc. Ngủ thường tầm 9 rưỡi 10 giờ là tất cả tắt đèn đi ngủ.